Khoa 20 Võ Bị Quốc gia Đà Lạt ra trường vào ngày 20 tháng 11 năm 1965. Tình nguyện và được chọn về binh chủng Thủy quân lục chiến 25 Tân Thiếu Quý. Sau khi thụ huấn 6 tuần lễ, khoa 23 rừng núi Sinh Lây tại trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ, trình diện Bộ Tư lệnh Lữ đoàn Thủy quân lục chiến và được Trung tá Bùi Thế Lân, tham mưu trưởng, phân phối điều cho các tiểu đoàn tác chiến. Anh em chúng tôi gồm 5 người, Tiền, Minh, Liêm, Kiệt, Chính về tiểu đoàn 2, hậu cứ gần chợ Tam Hà, Thủ Đức. Đơn vị vừa mới trở về nghỉ chuyển quân sau cuộc hành quân dài 3 tháng, tăng phái cho quân đoàn 2 giải vây áp lực địch tại Đức Cơ. Tôi, một thiếu quý sữa tròn 21 tuổi mới ra trường, còn bỡ ngỡ lạ lùng như chim non vừa rời tổ mẹ, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ấp ba ấp úng trước hạt quân. Một trung đội 32 người, toàn là những chiến sĩ già dặn đầy kinh nghiệm chiến trường. Mắt tái xanh, tim đập mạnh, vung về bắt tay từng người. Bằng tất cả những cố gắng, tôi mới thốt được nên lời. Được thượng cấp chỉ định về chỉ huy các anh, tôi rất hãnh diện, nguyện cùng nhau sát cánh để hoàn thành được trách nhiệm mà thượng cấp giao phó. Công việc hàng ngày lúc này là có mặt đều đặn tại văn phòng đại đội, điểm danh và làm quen với các anh em binh sĩ, kiểm tra lại quân trang vũ khí, trang bị thêm đạn dược để sẵn sàng cho cuộc hành quân kế tiếp. Ban đêm thay phiên nhau đi phép, còn ban ngày thì phải thường xuyên có mặt ngày hai bữa tại cơm nhà bàn. Đây là dịp để các sĩ quan trong tiểu đoàn làm quen với nhau, mà cũng là hình thức kiểm soát rất tế nhị của vị tiểu đoàn trưởng. Ở tuổi đời trên dưới 30, nhưng trong ông có vẻ đạo mạo, chững chạc, mực thước của một cấp chỉ huy, chứ không ồn ào hấp tấp, vui chơi vội vã như bạn tôi. Chỉ vài tuần lễ sau đó, tiểu đoàn có lệnh hành quân thay thế một đơn vị nhảy dù ở vùng Tân Thuận Đông, Long Kiển, trong nhiệm vụ hành quân bảo vệ vòng đai phòng thủ Sài Gòn. Thiếu quý Nguyễn Văn Minh đã bị tử thương trong cuộc chạm súng với một đại đội địch tại xóm Bánh Tét, trong lúc còn đang tập sự chức vụ trung đội trưởng. Một viên đạn địch cũng đã chợt qua đỉnh đầu của vị tiểu đoàn trưởng trong lúc ông ta đang chỉ huy điều động đơn vị, để lại một lỗ hổng khá lớn trên chiếc mũ sắt của ông. Với địa thế hiểm trở như kênh rạch trần trịch và bị ta bao vây tứ bề, đích chỉ còn cách là cố thủ, chống trả mạnh liệt lại cuộc tấn công bất ngờ của ta. Còn ta cũng chẳng thể nào tiến chiếm mục tiêu dễ dàng ở một vùng đầy kênh nước như vậy. Được kiểm trợ hữu hiệu bởi các giang đoàn hải quân và phi pháo, đích bị thiệt hại khá nặng nề, nằm chờ đêm tối để hòng tẩu thoát. Trung đội tiền đồn của tôi đã diệt gọn một đám rút lui của địch khi chúng di chuyển bằng ghe vào tuyến. Lúc sót mục tiêu và kiểm soát trận địa vào sáng ngày hôm sau, địch đã để lại nhiều xác chết và vũ khí. Tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến đã thắng lớn trong trận này. Bù lại, ta có gần hơn chục anh em bị thương vong. Chiếc nón sắt đầy kỷ niệm của vị tiểu đoàn trưởng đã được ông ta giữ mãi trong văn phòng tiểu đoàn cho đến lúc sau này. Lệnh bắt buộc tất cả các sĩ quan phải đội mũ sắt trong lúc hành quân đã bắt đầu từ đấy. Trung tuần tháng 3 năm 1966, tiểu đoàn lại có mặt tại chiến trường Bồng Sơn, Tam Quan cùng với chiến đoàn A Thủy quân lục chiến. Lần này được tăng phái cho sư đoàn 22 bộ binh trong một chiến dịch hành quân hỗn hợp. Nhiều sư đoàn địch, trong số có sư đoàn địch đã có mặt tại đây trong nhiều tháng liền, về định tiến chiếm quận Bồng Sơn, hòng chặn yết hầu trên đoạn đường tiếp tế từ Quy Nhơn ra Quảng Ngãi. Mục tiêu hành quân lần này là các vùng An Quý, Cự Tài, Trường Phước, nằm về phía tây quốc lộ 1 khoảng 7 đến 8 cây số đường chim bay. Tiểu đoàn tấn công với đội hình hai đại đội hàng ngang, vượt tuyến xuất phát từ tờ mờ sáng, di chuyển qua những dãy rừng dừa cao rậm rạp. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày thì đơn vị bắt đầu chạm phải tốn tiền đồn của địch. Trung đội 4 của tôi có 2 binh sĩ bị thương. Lệnh đại đội cho dừng lại để củng cố đội hình và tìm cách thanh toán địch. Trung đội 2 của thiếu quý Tài bên phải đã phát hiện địch từ những ngọn dừa cao trước mặt, xa chừng 200 m. Tổ đại liên 30 do hạ sĩ Nguyễn Nữa, xã thủ được điều động từ trung đội vũ khí nặng phía sau tới, hạ gục 2 tên tại chỗ cùng 2 khẩu CKC có ống nhắm chính xác. Từ xã An Quý trước mặt, địch bắt đầu khai hỏa mãnh liệt vào đoàn quân đang di chuyển của ta. Phi cơ bao vùng cũng cho biết là địch rất đông, đang trú ẩn nằm chờ ở các hầm hố kiên cố. Đại đội 2 chúng tôi đã bám được vào con suối cạn, nằm chơ vơ giữa đồng trống. Ta và địch chỉ cách nhau khoảng 300-400 m qua một khoảng ruộng lúa mênh mông. Ta bị bất lợi ở thế tấn công, còn địch tụ điểm hơn về mặt phòng thủ.
Đó là lúc khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, pháo binh cơ hữu thủy quân lục chiến chưa đặt xong vị trí ở đồi 10, và vì vậy hỏa lực yểm trợ cho ta rất hạn chế. Năm chịu trận ở địa thế thấp là mục tiêu tác xạ tốt nhất cho địch. Số binh sĩ tương vong mỗi lúc một nhiều hơn, riêng trung đội tôi thì cũng mất gần 10 mạng từ sáng tới giờ. Lệnh tấn công tiến chiếm mục tiêu bằng bất cứ giá nào từ vị tiểu đoàn trưởng là động cơ duy nhất hối thúc chúng tôi. Tôi bắt đầu đứng dậy hô xung phong, nhìn quanh các tiểu đội không ai nhúc nhích. Các anh hãy theo tôi, xung phong, xung phong. Phóng qua khỏi mép suối, bò lên qua phía bên kia, hạ sĩ Nguyễn Văn On, binh sĩ nhất Nguyễn Trung đã bị gục tại chỗ khi cổ theo sát tôi phía sau. Hỏa lực yểm trợ chỉ nhờ mấy khẩu súng cỏi 81 ly từ bộ chỉ huy tiểu đoàn. Cuối cùng rồi trung đội còn lại của tôi không đầy 20 mạng cũng dàn được hàng ngang trên các bờ đê thấp. Ở cánh trái và phải còn các trung đội 1 của thiếu quý Vũ Đồng Chon và trung đội 2 của thiếu quý Võ Tấn Tài. Tiếp tục hô và chạy về phía trước, vừa tán xạ vừa hò hét, xung phong, xung phong. Được ngụy trang liên tục nhờ các quả khói màu, các khẩu M79 do hạ sĩ Nhất Nhàn và hạ sĩ Nghiêu tỏ ra rất công hiệu khi tiến gần sát mục tiêu. Mọi chuyện tản thương tiếp đạn đều do trung sĩ Nhất Nguyễn Văn Đợi đảm trách. Một trung đội phó can dạ, nhanh nhẹn và sốt sẵn đã giúp tôi trong mọi tình huống ngặt nghèo. Bám sát được vị trí giao thông hào địch đầu tiên vào lúc 6 giờ chiều. Một vài tên vừa mới chết còn máu tươi lên láng bên khẩu Thượng Liên tiệm khắc mà chân vẫn còn xích chặt ở mấy cốc dừa. Lúc sót và bung rộng mục tiêu đã đổi tìm thấy thêm nhiều xác chết và tu hơn 20 vũ khí đủ loại. Ở các cánh quân khác của tiểu đoàn, số tương phong cũng không ít ỏi gì so với đại đội tôi. Trung quý Nguyễn Ngọc Điệp, đại đội trưởng đại đội 3 bị tử thương. Thiếu quý Hoàng Như Liêm thuộc đại đội 1 đã bị bắn kẻ nát giò khi dũng mãnh hiên ngang điều động trung đội mình vào mục tiêu. Lần đầu tiên tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến có số thương vong cao nhất trong một trận đánh, khoảng 40 người chết cùng 60 người khác bị thương. Nhưng bù lại, đơn vị đã giành được chiến thắng, một chiến thắng như vành khăn sâu nhất của tiểu đoàn. Đầu tháng 4 năm 1966, trong một cuộc gắn huy chương và thăng cấp tại hậu cử tiểu đoàn, Trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh thủy quân lục chiến, đề nghị là tiểu đoàn 2 nên có biệt danh nào khác, như tiểu đoàn 42 biệt độc quân cặp ba đầu rằng chẳng hạn. Và cái tên Trâu Điên đã ra đời trong lúc này vì những chiến tích trước đây tại Bồng Sơn, Tam Quang, được kẻ thù coi là đánh giặc không sợ chết như con bà Phước và hút như trâu khung. Chúng quý Nguyễn Văn Cầu, trưởng ban năm, đã được lệnh thực hiện ngay huy chương này với tài họa sĩ của anh. Các tên Quái Điểu, Sói Biển, Kình Ngư, Hắc Long, Thần Ưng, Mãnh Hổ, Ó Biển cũng được lần lượt chào đời.